sang như bước sang bên kia là qua mặt qua đầu trống. Nói im chào mừng nói Thank you.
đứng dậy đây nha con, bên cũng là đứng dậy. Đến giờ phút này, hội thi kỹ năng đội viên cấp huyện năm học 2016-2017 đã thành công tốt đẹp. Thầy Võ Hồng Việt, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bồng Sơn. Cô giáo đại diện cho ban giám hiệu các trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn huyện. Kính thưa quý thầy cô giáo, các anh chị, ra thành công tốt đẹp, kết quả đã có, sớm dậy nhất.